Hi, xin chào các bạn. Xin chào cả nhà. Hiện tại thì anh em mình vừa mới đến biệt phủ của em gái mình nhá các bạn nhá. Em gái ơi. Mọi người thử đoán xem em gái là ai nào. Hello. Hello em. Hello. Khỏe không? Hello mọi người. Càng ngày càng xinh luôn. Nhưng mà sao giờ này ăn cái gì mà càng ngày càng xinh nhỉ? Ăn gì á, xinh đấy. Chắc là ăn con heo cái hôm bữa rồi. Heo quá. U xăm một linh của anh Hải nha mọi người. U xăm một linh. Wow. Ok đi anh em mình mang vào đây đã. Mời anh chị vô đây đi. Này bao nhiêu cân nặng thế? Hôm nay là có những món gì đó? Chuẩn bị những cái gì đây rồi? Hôm nay là em để đây. Làm cái món đồng quê đơn giản thôi. Ủa ôi ngon thế. Em gọi. Tự em đi sáng đi chợ 6 giờ dậy. Đi chợ xong rồi nấu. Tự đi chợ luôn. Dạ, có mắm này, Mắm chua rồi mắm chua này. Kho khô bò rồi. Kho này. Này cá con đi. À. Gà bóp, gà thả vườn ở đây á, gà nuôi ở đây. Tự nấu luôn. Dạ. Mà người giỏi nha. Đích thân là tự tay vào bếp luôn các bạn ạ. Vừa đẹp lại còn giỏi giang về bếp núc này. Nhưng biết sao? Ôi trời ế. Như sáng. Tại vì mọi người biết sao không? Có nghĩa là anh chị của em á là từ xa là cất công lên đây thăm em gái. Cho nên là em gái phải cất công phải hôm nay là tình cảm nó phải tràn đầy, đúng không mọi người? Uy tín. Thôi nhưng mà bây giờ từ từ, trong khi anh em mình nói chuyện thì chào Dượng nhá. Chào em. Bà ngoại em á chị, bà ngoại. Chào bà ngoại. Lấy sầm chéo với cả châu bếp mà kiểu. Hôm nay là mình có món gì vậy anh? Anh có con cua ở trên trên Phan Đi Băng. Đấy. Ôi, anh chị lúc nào cũng chu đáo. Đấy. Ôi ngon quá. Con này là con tôm ở Alaska. Không. Ê, nó còn sống kìa. Nó còn sống mà con này tôm Thác Bà ấy ạ. Thác Bà Yên Bái. Con này, này con cua ở trên núi đá Phan Đi Băng. Anh, cái con này nó lội ở trong suối hay sao? Vâng, nó bơi ở trên bản xuống đây. Xây mặt ngoài vậy đó. Tức là con cua với con tôm này là nó đi máy bay xuống đây hay sao anh? Nó bơi về đây. Đã nha, mình đứng ra chụp cái ảnh nào. Kinh khủng không? Nào. Ok chưa? Rồi, anh đi quất okay. Đi. Ok. Đây, dì Tư ơi, bỏ vô nồi luộc cái dì Tư. Không cho mình cầm nguyên này luôn nè. Đấy, mang đi luôn. Mang luôn. Đổ bia đi, đổ bia vào. Đổ bia vào luôn, ăn đi. Nhưng mà cái nồi này bé quá. Không, mình luộc từng cái đi. Không, để nguyên vậy đó, mình quay cho nó đẹp. Phải kiếm cái nồi to. Lấy cái thau này đi. Rồi, chế nước vô luộc luôn. Cầm thử anh ơi. Đúng rồi. Để nguyên như vậy nó mới đẹp. Con này là... này chắc cỡ chị này chị gầy phải không? không đến đâu. Chen hỏi là giờ này chị gầy đúng không? Gầy được ngày không? Em thấy đi với anh Mách là em thấy gầy rồi đó. Anh này, có đi với anh Mách ra Tây Bắc chưa không? Chưa, em chưa. Đang bận việc đúng không? Em vẫn đợi. Đang bận ở nhà và bán đất đó bạn ạ. Em hàng ngày em có đi tập gym không? Dạ không. Em được cái em tập tay anh. Vô. Đúng không? Có kỹ năng thế à? Nhưng mà phải nói là Lily Chen giữ dáng cực kỳ tốt luôn. Dạ. Mà trong đó cũng ăn, cũng nhậu mà vẫn giữ được dáng. Thế hay. Thế giỏi. Nhưng mà em có thể chia sẻ bí quyết lý do tại sao mà có thân hình không cần tập tành gì mà nó đẹp em đã này. Bảo rồi thì mình cứ nhậu đều 24/7 chủ nhật mình nghỉ vậy thôi thế là có ngày hơn. Chơi ngày nghỉ ok giờ sẽ nhờ Lily Chen đưa anh Mách đi chơi tham quan biệt phủ của Lily Chen nhá. Với lại là hôm trước thì mình cũng phải làm cảm ơn em Lily Chen rất là nhiều, nhờ em Lily Chen mà kết nối mình với cả Mr. Sơn Hoàn ấy. Hôm nay độ con xe là nó đi Chen đấy chứ. Ồ vậy nhưng hả? Nhưng mà em chưa tham quan chiếc xe. Chưa tham quan đúng không? Mời mọi người tham quan chiếc xe với em nha. Hôm đấy là cũng chưa quay gọi là kỹ lắm. Ừ. Đây. Quá xịn rồi. Anh xe này đầm anh ha. Xe này đi đã. Ui. Bình linh nha. Đấy. Ôi cái màu cam dễ thương vậy. Đấy, màu này này. Ồ, anh đem cho cả logo, theo logo Sabatini em. Ở đây luôn. Còn cái này nữa nè, còn cái này nữa nè. Đấy. Ồ. Giống máy bay không? Giống máy bay không? Giống có tủ lạnh không anh? Giống máy bay của em không? Đấy, tủ lạnh này. Em cái của chị đút đây này. Ồ. Thế là mình đi xa nó hay. Nó đã mà nước uống sữa chua hay là tất cả đều ok.
Tuyệt vời đấy, đẹp ăn. Trần buổi tối có sao nhá, lấp lánh. Trần sao các kiểu nhá. Nhưng mà nếu mà em thì chắc em làm màu hồng á. Anh chị thích màu cam hả? Anh thích màu cam vì thời tiết ở Sapa nó kiểu nó đẹp quá. Nó lạnh lạnh ấy. Ôi cái cái xe này nhìn giống G63 phết nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. G63 pha ke. Ờ, xịn nha, không có pha ke đâu nha. Đây, mời anh Mách đi vào đây chơi nhỉ, tham quan. Dạ. Biệt phủ của em gái. Em mới làm lại cái hàng cây kiển á anh Hải. Đẹp đấy nhỉ. Em mới lại hàng cây kiển đây nè. Này là câu chứ đúng không, câu dạ. Dừa. Trồng lại hết cái hàng cây kiển luôn. Nhưng mà một mình ở cái nhà to này thì có cần vệ sĩ để bảo anh Mách nhé. Thôi. Đây, nhà vô địch 6 lần thế giới, 8 lần châu Á. Em chỉ cần anh người yêu thôi. À đấy. Vệ sĩ thì em cũng chưa cần. Đây là bể cá coi này. Chưa. Đây có thả được thêm cá nào nữa không hay vẫn như thế? Anh chị làm sao mà từ ngày em gặp anh chị tới giờ em vẫn chưa có người yêu là sao nhỉ? Thế nhỉ, quá. Anh là... Cái tiêu chuẩn em của em là như thế nào? Thì cái gì đó gì đó cao vai to u, đen hôi vai u thịt bắp vai u thịt bắp mồ hôi dầu. 8 múi như của anh không? Anh là tới 8 múi lần hả chị? À có 6 múi thôi em sợ quá. Người ta 6 múi là em đã sợ rồi. Em có 6 múi thôi mà còn 2 múi chỗ khác nữa cho nên 8 múi. Cái hồ này thì em nuôi cá bình thường thôi. Cái con pha ke á mọi người. Em ví dụ như những cái cách bài trí như thế này là do kiến trúc sư hay là em tự em suy nghĩ ra. Lily Chen là có nghề đó, bởi vì là một chùm buôn bất động sản nên là mọi cái ý tưởng ở đây là đều được làm Lily Chen. Ô nhưng mà này, sao mà em công việc bận rộn thế mà vẫn có thời gian chăm hoa mà nó ra hoa này mới hay nhỉ? Trời ơi, anh ơi. Mọi người ơi, em rất là thích hoa lan. Em thích hoa lan lắm cho nên là đặc biệt là thích nhiều màu cứ nhưng mà vừa rồi á là không biết cách chăm nó chết hết một nửa rồi. Chết hết một nửa. Đây, đẹp không nhau. Nó còn có nhiều đó thôi. Tuyệt vời nhỉ. Đi chợ phiên ở Bắc Hà có. Thế hôm nào mà anh lên chợ phiên anh sưu tầm anh gửi vào cho nhá. Dạ, đó 10 điểm. Hay quá này. Nhiều lan lắm. Em thích hoa lan lắm mọi người. Đây, mời anh em mời mọi người mời anh vô tham quan đi. Anh Hải với chị Tuyên thì ghé nhiều lần rồi. Không, nhưng mà lúc mà từ xa là anh nhìn cái villa của em là rất là bất ngờ luôn. Khóa là khóa vân tay nha anh em nhé. Cái màu á, màu trắng rất là dễ nhìn á. Dạ. Em mời anh chị vô nhà chơi. Bỏ dây ở ngoài nhá. Có cái nồi lên rồi đó. Để luộc tôm với cô. Quá lung linh. Này, cây hoa mới luôn này. Thấy không? Đã chưa? Nhà của Ngọc Nữ Porero. Nói chung là em thì thích hoa hòe đó mọi người. Nhưng công nhận là làm cái tông mà màu trắng như này không bao giờ bị lỗi mốt nhỉ? Nhìn rất là sang. Nhưng mà gỗ lại còn trắng lại còn điểm mà gỗ các thứ. Không ấy. Đây cái đèn chùm nữa nè. Cái kiểu mà pha lê á, pha lê. Này, hoa này là hoa thật đấy nhỉ? Dạ. Em đợi anh cho em cái đào. Tết năm nay nhá. Tết này. Tết năm nay là bố trí cây nhất chi mai vào đây để cho đẹp. Đợi anh Hải tặng cho em cái đào bự cho mọi người. Tết năm nay hành tráng. Anh chị. Có. Năm nay nhất chi mai. Năm nay anh chị có định ăn Tết Tây Ninh không? Hả? Năm nay anh chị có ăn Tết Tây Ninh à? Năm nay là em phải ra ăn Tết với anh chị chứ. Năm nay là nhà mới là... Đây, có một cái nỗi khổ như vậy là gái độc thân mà ở mình. Tết phải ở nhà. Em phải trụ cái nhà này. Tại vì gì với Dượng á, là tối thì ngủ đây với em nhưng mà ban ngày là phải về nhà ở dưới. Là mình ơn em nằm ở đây. Buồn lắm, nói chung là mọi người nếu mà Tết thì xuống nhà em chơi nha. Chứ mà nhớ có buồn alo nha. Buồn làm chi em ơi. Đi anh em quá là nhiều đúng không? Dạ. Đây khu vực bếp đây. Siêu đẹp rồi anh Mách ạ. Bây giờ thì nó hết đẹp rồi anh ơi. Em bây giờ nó lười bài miệng quá. Đây là cô gái đảm đang lắm nên là mới có cái bếp như này này, nấu ăn. Cái bếp này cho bác sĩ là tuyệt vời luôn. Tại anh cũng thường nấu nướng các kiểu. Quay clip các thứ đúng không anh? Ở đây thì quay clip anh lên mượn quay nha. Dạ ok anh. Tại chuối nhà chồng anh chứ. Em ăn chuối anh hả? Mấy.
Em gầy hơn này. Thôi nhưng mà chuối ngon đấy. Ủa sao không ăn, không ăn chuối già, không ăn chuối chuối này em? Nhà chồng anh. Ở nhà chồng. Dạ. Yeah. Okay. Cây chuối lùng á anh. Em này em chỉ ăn chuối ngắn thôi, không ăn chuối dài. Chuối này ngắn lắm. Anh chỉ còn thắc mắc là sao không ăn quả chuối dài, quả chuối này ngắn lắm. Chuối ngắn. Này chuối nhà chồng á mọi người. Không, mặc dù cái vỏ xanh gì mà ở trong nó chín nha mọi người. Mềm. Bất ngờ luôn á. Chuối này ngọt mà nó thơm. Dạ. Luộc chưa? Đang lấy bia ra này. Đó, lấy bia ra luộc. Lấy bia. Trời ơi, chuyên nghiệp quá. Cái tủ lạnh, cái tủ rượu vang này nó cũng đẹp cơ. Chuyên nghiệp quá. Anh Hải uống rượu vang không? Không, uống cái bia thôi. Em có ngâm rượu cho anh kìa. À phía sau á. Bây giờ lát anh em mình nhập tiệc thôi. Ok. Đấy, bia này thì tí cái loại bia mát này là có bao nhiêu là bây bỏ hết. Bây giờ đứa làm lon nha. Hả? Giờ đứa cầm lon, lon à, trong, nói trong khi mình chờ đợi à? Đúng rồi. Mình dân chơi mà mình sợ gì, mình sợ gì mưa rơi. À. Đúng không? Có nhất thiết là phải nghiện ngập như thế không em? Ok, cheers. À. Mình nhờ chi sự trở lại của anh Hải. Đấy, anh mở cho không lại gãy cái móng tay. Rồi. Okay. Rồi, okay. Em cảm ơn anh chị đã ghé nhà em chơi. 1, 2, 3, vô. Chúc em gái ngày càng xinh đẹp và mãi thành công nha. Nhưng mà phải ngồi chỗ này thưởng thức. Đúng rồi, đúng rồi. Thưởng thức cái lon bia nó mới đúng kiểu đúng chân. Đây, anh Mách bức đèn chủ nhà. Chán nha. Thôi, anh em mình qua đây. Cứ là phải làm trước một lon bia cho nó mát đúng không anh chị? Trong khi chờ đợi. Đấy, bây giờ là 12 giờ trưa. Anh Hải đi lên từ sớm à? Anh đi từ 8 giờ sáng nhưng mà nó hơi kẹt đường chút. Ngày nay là cuối tuần. Dạ. Thế là hôm qua mọi người đi bơi vui không? À, vui lắm em. Qua bơi về về. hôm qua mắc cười là em gọi cho anh Hải. Anh đang xếp đồ cho chị. Trời ơi, sao mà giỏi quá vậy trời, sao chị đấy có phước quá vậy? Đang ngồi xếp đồ cho chị luôn. Mình ở nhà là lúc nào cũng phải giặt quần áo, xếp đồ các kiểu các bạn ạ. Em có xếp đồ. Xem cái clip hôm qua tụi anh tập thể dục chưa? Thấy chạy ngoài biển tung tăng đó. Đúng rồi. Hay lắm. Xong rồi gọi anh Hải, thấy anh đang xếp đồ cho chị, em hỏi chị đâu? Kêu là chị với đi tập thể dục rồi, đi bơi rồi. Lúc sáng mấy anh em mình đi tập ở phòng gym ấy. Em có xếp đồ để tí mình di chuyển. Nào, vô. Em bữa nào chắc dạ, có em đi cùng chắc vui lắm. Dạ. Nếu mà lần này mà sắp xếp được là bé nó đi cùng đấy, nhưng mà đang em đang có một số việc. Rồi, thị trường bất động sản nó bắt đầu nóng lại rồi đúng không? Dạ. Em ví dụ như em đi thời gian ngắn ngày thôi. Dạ. Ví dụ như 2-3 ngày em bay về lại lại. Dạ. Em sẽ ra đó, trước Tết thì em sẽ ra một chuyến đó. Hôm đấy là để anh Mách tháp tùng em đi. Chứ không em đi một mình ấy là nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm. Thôi em ra ngoài có ai tháp em ngoài không anh? Có thôi, Mách tháp tùng luôn. Có nhiều. Có nhiều anh em ngoài này. À, đang nói dở là từ giờ đến cuối năm là cái thị trường bất động sản nó đang dần nóng lên rồi. Dạ. Đấy, nên là anh em nào mà có nhu cầu về mua bán bất động sản ở Tây Ninh thì cứ gặp là Lily Chen nhá. Dạ. Đấy, Facebook hay là số điện thoại Zalo kiểu gì đấy? Facebook mọi người tích xanh nha, Lily Chen tích xanh. Lily Chen tích xanh nha anh em nha. Em check spam hết luôn á. Em check hết tin nhắn luôn mà. Wow. Quá uy tín luôn. Yo. Mừng quá, hôm nay anh chị lên nhà em chơi. Thật sự mấy hôm nay em đi học suốt á. Luôn. Dạ. Đang học cái gì? Em đang học lớp học viện doanh nhân á. Thật sự là giờ gần đây anh chị ít gặp em là do em đi học. Nhiều việc đúng không? Dạ. Thế giờ này còn đi phim gì không? Rồi bây giờ thì thật sự là không sắp xếp được. Với lại thật ra thì em bây giờ nó cũng không còn đi phim nhiều như trước nữa. Mình được cái sự gọi là sắp xếp. Ví dụ như cái nào phù hợp với mình. MC các thứ. Nói chung là em hiện tại là em chỉ lo tập trung công việc đó chị. Kinh doanh. Dạ. Sắp tới thì sang năm sẽ mở thêm cơ sở kinh doanh thêm á chị, cho nên là đang tập trung cái... Có cái gì em cho anh chị làm cùng với em đang định bán... Thịt trâu chậm chéo các kiểu. Em đang định bán chậm chéo thịt trâu mọi người. Ở Tây Ninh, ai muốn mua thịt trâu qua bếp với cả chậm chéo thì cứ liên hệ với cả Lily Chen nha. Liên hệ với em rồi em điện anh Hải gửi vô. Nhưng mà nếu mà mời em nhậu thì càng tốt. Dạ. Anh em định làm chi nhánh tại Tây Ninh ở được mà, được mà. Nếu mà nghiêm túc là chuẩn đấy. Cho gì em bán. Đúng rồi. Đúng rồi, cho gì dượng em bán.
Thực sự là như này này, tại sao mà bây giờ mình cần mở rất nhiều những cái chi nhánh? Bởi vì là trên thị trường quá nhiều hàng giả mang thương hiệu Smart TV, nhưng mà nên là mình phải cần có hàng chi nhánh ở đây. Ví dụ như là khi mà khách hàng mà đặt online ấy, là mình gọi cho chi nhánh ship phát là chuẩn luôn. Đấy. Thật ra thì anh em mình có một cái cơ sở nào đó gần á, khách hàng cũng dễ tiếp cận với sản phẩm hơn. Thôi, với lại người uy tín như Lily Chen. Nhưng mà nếu các bác mua 3 cân thịt trâu mà gặp Lily Chen thì xác định luôn là phải mua thêm 5 cân nhé. Rồi rồi đấy. Không mời em làm giỏi đó. Đây anh em mình lượn lờ chút nào. Dạ. Mình mang dép không anh? À, thôi được rồi. À, đây. Vâng. Phòng tập của em ấy cho anh. Lý do tại sao mình hỏi là dáng đẹp. Thôi, biết sao không? Phòng sao tập em? Của em bây giờ em trở thành cái phòng massage luôn rồi. Thế à? Dẹp luôn rồi. Dẹp luôn rồi. Cái thiết bị đó em sao? Của em sao? Giờ em trở thành để cho chỗ để em massage luôn rồi. Em mới thêm mấy cây phong thủy anh. Cây này là phát tài núi anh. Phát tài núi. Nó không tưới sao lá nó khô héo hết rồi này. Không phải chị, nó vô trong nhà là nó sẽ bị mất sức một thời gian. Rồi nó mới tỉnh lại. À đây này, có nghĩa là nó tỉnh là những cái này sẽ tỉnh này, đúng không? Dạ. Những cái mầm non đây nó những sẽ cái này lại. Là do mình đi mình di chuyển á chị, nó bị động. À. Xong nó bị mất sức, nó sẽ bị héo như vậy nè. Ít hôm nữa cái là bắt đầu nó tỉnh lại rồi, cái nó tươi lại. À. Dạ. Cây lúc nào cũng vậy hết, mình di chuyển nó là nó bị động. Đúng rồi, đúng rồi. Là chết lâm sàng. Dạ đúng rồi. Anh có cần có lên trên chứ. Trời ơi, lần nào anh Hải tới đây cũng coi hết à. Ờ anh coi để về anh làm nhà anh giống nhà em. Nhưng mà nhà anh bây giờ là nó quá đẹp rồi, còn gì nữa. Hôm đấy đây về chị cứ bảo là anh không cần màu mè gì cả, cứ làm tông màu trắng như nhà em ấy. Ừ. Dạ. Không bị lỗi thờ. Tông trắng là sang nhất. Em làm nhà anh Mách. Là em lấy ý tưởng từ nhà Lily Chen ấy. Là mọi thứ nó phải trắng hết, nó đẹp. Màu trắng là sang nhất mà. Dạ. Đây là khu vực thờ. Ừ. Thật ra thì ngày trước em sơ ý ở chỗ là không có gắn cái máy lạnh ở ngay phòng thờ này. À. Cho nên bây giờ khu vực này là khu vực hơi nóng á mọi mình người. Mình gắn theo không được ha? Dạ được anh, nhưng mà hiện tại là em đang chưa biết là gắn ngay chỗ nào để vị trí nó đẹp anh. Tại vì cái cục nóng mà nó lộ ra ngoài là nó xấu. Đúng. À em làm cái điều hòa cây á. Dạ đúng rồi. Ừ. Đây anh ơi, phòng ký tá đất đai này. Em ngày trước là em làm máy lạnh âm hết, đi ra đằng sau. Cho nên là nó rất là nhìn nó thẩm mỹ, nhìn nó đẹp. Còn bây giờ mình gắn xuyên qua bên đây cái nhìn nó vô duyên cái nhà nó. À. Đây. Ôi, cái gì đây này? Dạ, nghệ nhân. Giao lưu. À. Có cái này mới được cái này. Dạ. Đây. Trần Như Ngọc luôn. Trần Như Ngọc. Bà Bành Như Ngọc. Mọi người, em đây là cái khoảng không gian riêng của em làm việc và đọc sách. Ừ. Thì nói chung là biết bao nhiêu sách các loại về văn học lẫn kinh doanh rồi marketing các kiểu đây. Các vị thuốc đây à, Việt Nam. Làm giàu không khó. Đấy. À, chỉ cần chúng ta gan thôi. Mà thời điểm này giống kiểu thời điểm này mà bắt đáy bất động sản này đúng không? Dạ. Là gặp Lily Chen là chuẩn bài luôn. Bây giờ nó đang ở dưới đáy hết rồi. Cũng được nút bạc YouTube kìa. Nút bạc chứ. Lily Chen official mọi người. À. Em xây kênh bao lâu rồi em? Dạ cũng lâu rồi anh. Nói chung là em thì không chuyên về về cái mảng mạng xã hội lắm. Cho nên là thật ra thì mình chủ yếu là mình hình ảnh là mình là chính. Cá hát. Đây, anh em xem mà ngồi đi. Nào, thích đất chỗ nào đi anh ký cho một cái nào. Cái này viết kiểu gì nhỉ? À, lộn người ngược lại rồi. À, văn bản này. Rồi. Rồi, anh mới ký đi 11 tỷ anh. À, 11 tỷ à? Bây giờ anh đừng có ký đây, anh ký giùm em chữ 11 tỷ cho em lấy vía là được rồi. Rồi. 11 tỷ. À, ghê chưa mọi người. Rồi, ok chưa? Anh Hải chuẩn bị có 11 tỷ mọi người. Quá trời rồi, vừa lên nhà em gái xong rồi chốt đơn liền đúng không? Anh cũng phải chia sẻ thật với cả em là đang tính thuê cái mặt bằng ở trong Sài Gòn. À. Đấy, để mở cái cửa hàng bán đồ đặc sản Tây Bắc đấy. Ồ. À. Anh Hải quá là thành công rồi mọi người, quá giỏi. Thật ra thì trong cái sự thành công của anh Hải thì làm sao mà thiếu chị Tuyên được đúng không? Đó. Người phụ nữ tuyệt vời và quyền lực nha mọi người.
chủ tịch đấy mọi người. Không phải, nhưng mà mọi người nhớ nhớ ngày nào anh em mình nhậu say quá cần câu thoáng phát ra mấy năm rồi đấy. Ừ, mới đây lâu mấy năm rồi. Ừ. À, biết nhau mấy năm rồi. Vô. Ok. Hơi nóng ha. Thật ra cái này là cái gọi là bây giờ mà em hối hận ghê, biết hồi đó em gắn cái dàn lạnh luôn cái chỗ này. Tại mình không có nghĩ là cho mình máy lạnh đứng rồi phải được. Dạ. Mình đứng. Chắc là em phải mua cái máy lạnh cây anh, xong rồi thổi ra. Vừng ơi mở ra hả? Xem từ để xem có anh nào đang sáu múi đây không. Đó. Đấy. Thật ra thì nó cũng như vậy thôi, nó không có gì khác hết. Quá lên lên. Nó cũng bừa bộn như cũ. Anh chị thì không khác, nhưng mà anh Mách lần đầu tiên anh thấy choáng rồi không? Thực sự là kiểu ở đây một mình ấy, nên là không có người kiểu vận động cùng nó lúc nào nó ngăn nắp đẹp. Dạ. Anh cứ ghẹo em hoài. Mọi người ơi, bây giờ làm sao để mà anh Hải không có được ghẹo Lily Chen nữa? Chuyến này là các anh đẹp trai thì cứ nhìn thấy muốn liên hệ với cả Lily Chen thì hãy vào Facebook nhá, tích xanh Lily Chen. Ok, nhắn tin cứ lấy mật khẩu Saba TV là ưu tiên, không nhất thiết là phải 6 múi đâu. Đấy, 6 múi dồn 1 càng tốt. Miễn là phải khỏe nhá. Đấy. Người ngủ cũ thức à. Đúng rồi. Người ngủ cũ luôn là không này đăng ký gì cả. Loại luôn. Dạ. Bây giờ anh em mình xuống dưới ăn đi hả? Ok, okay. Em đi nhậu đi. Dạ. Đói bụng quá rồi. Để anh Mách đi xa nè, chị Tuyên cũng đi xa nè. Mình đến đây gặp em và tham quan nhà rất là vui nhờ. Dạ. Nó luôn. Nhưng mà anh thấy cái nhà sạch không? Đi vào cái nhà phát nhờ. Đúng là chăm sóc tỉ mỉ. Người ta gọi là nhà sạch thì mát đấy. Bát sạch thì đỡ tốn xà bông. Bát sạch thì ăn nó ngon. Thôi anh em mình đi vòng ra phía sau đi ha. Sau khi mà đi lượn lờ vòng thì bây giờ anh em mình quay ra tranh thủ. Chứ không là cũng ngất lắm rồi. À. Đúng rồi, ở đây là có những món gì đây Lily Chen giới thiệu nào? Cái này là bò kho à? Bò, thịt bò kho sả nhẹ. Thịt bò kho sả, còn cái này món này? Cá con với tép lá giang. Thế còn đây là cháo. Cháo gà. Còn đây là tép. Đây là mắm chua thịt luộc. Mắm chua thịt luộc, đậu rồng ạ. Đặc sản Tây Ninh đó mọi người. Toàn món ngon kìa. Cái này là gà. Dạ. Cái này là gà. Em mời cả nhà nha, đây gọi là em cuốn cho anh Hải với chị Tuyên đây. Mắm à. Anh cuốn cho anh đây nè. Anh cho cái gì vào không? Không, cứ về mà ăn thôi. Rồi, anh ấy tí nước mắm chua ngọt vô đây. Chuyên nghiệp là nó sạch sạch hơn. Đúng là dân chuyên nghiệp khác nha. Anh ơi, anh ăn á, kẹp với cá vô nha. Cuộn với cá vô. Có nghĩa là ăn tới đâu mình gấp cá tới đó. Cho nó đừng có bị rơi á. Chấm nó không có rơi á chị Tiên. Anh đâu mình làm miếng cá đâu nha. Đúng rồi nó không có rơi ra. Đúng rồi. Ngon ổn không anh? Ngon. Lấy chồng được chưa? Anh gọi đi. Em gọi anh đi. Tốt. Bây giờ có phải đảm đang hơn trước đấy. Từ từ nó cũng phải khá hơn chứ. Em ra là trước là bán hàng ở cái mấy nhỉ? Trà sữa đó anh. Trà sữa. Ủa dạ. Ủa sao nhiều ghê thế? Anh này là anh bán trà sữa. Dạ. Còn em thì về phụ nữ làm đẹp thôi. Nào. Tội quá em không mang trà sữa cho mọi người uống. Lần trước anh ấn tượng quá em. Được uống trà sữa của em ấy, ngon. Mang thưởng thức được rồi. Nghe anh chị xuống nôn quá ngủ không được. Sáng ngủ bù. Tối ngủ không được, sáng ngủ bù. Hàng gì nhắn tin không trả lời. Rồi ok, tự nhiên mọi người. Dạ, em mời cả nhà. Chị Tuyên cuốn mắm vô nè chị Tuyên ơi. Nó mới đúng bài chị ơi. Nó phải có mắm. Nó phải có mắm. Dạ đúng rồi. Đây là thịt luộc mắm chua đậu rồng á mọi người. Đây là đặc sản Tây Ninh nha. Quá ngon luôn. Chị ăn này. Cuốn trên bát. Chị lấy cái này được. Em cuốn này lại đi. Chị cho này vào đây cũng được đúng không? Ăn đây. Anh cứ ngồi im em cuốn cho anh nè. Cảm ơn em. Dạ. Em bây giờ anh em mình ăn trước mấy món này đi rồi một lát tôm với cua. Ăn ăn chút lại cho nó lấy lại huyết áp, nó lấy lại đường á. Mắc. Anh ơi ổn không? Được. Mọi người anh Mách thôi cũng. Đặc biệt nghe mọi người, để cuốn cái gì thì mới thấy được. Anh ơi, anh phải chấm với cái nước mắm này nữa mới. Dạ. Rồi. Anh cuốn cái gì thập cẩm vậy anh?
Anh có đủ hết trơn, thịt heo, thịt gà luôn em. Anh chỉ quen với mấy cục tạ thôi. À. Rồi. Này có nước chấm vô nó mới. À. Cho con chén nước chấm bánh tráng Tư ơi, nó bị khô quá. Tư ơi, bánh tráng là bị khô cho nên là bị vỡ. Dạ. Bánh bánh tráng nhà Lily Chan hết nước rồi. Được không? Là cái nhỏ nhỏ nó thôi, nhỏ cái chén nhỏ nhỏ thôi, con bé này. Đã nha. Vừa nãy em quên tuyên là quên quấn không cho, bây giờ mình là phải tự gắp ngoài là mình nhét vô. Đây mọi người, à, nhét vào đây. Đây nước đây, ăn chăm nhúng nhúng bánh. Đây. Ngon. Mỗi lần mà Lily Chan làm quay phim cùng Hải là rất được các cô chú anh chị bảo là nhìn cái miệng ăn ngon, bảo cứ bảo là mời Lily Chan đi quay cùng Hải đi. Đúng không? Cái mắm này là ở đây làm á, mọi người nó không có giống như ở Sài Gòn mua đâu. Là người địa phương làm á, làm đi bắt cá xong rồi về làm luôn, rất là sạch. Ăn quen là mình phải biết nhà nào làm ngon thì mình biết mua, đúng không? Ngoài thị trường rất nhiều. Nhưng mà mắm ngon lại thơm. Mắm này giờ bán bao tiền yến em? Em cũng không biết nữa, nhưng mà mua cứ heo lạng á. Cái này là gà. Dạ, gà ta thả vườn á chị. Giấm mắm chua ngọt này với ớt này. Cho con miếng chanh nặng như chén với ớt rồi. Ăn nước lọc, uống lọc. Uống bia chứ? Bia rượu nhỉ? Ông tùy tùy chủ nhà. Rượu đi. Rượu nha, uống rượu em. Ok, em có cái bạn này rót rượu, bạn tự tự động. Rót tự động. Đó, đưa vô cái bạn tự rót. Rồi, lấy ra. Đó. Rồi, anh để sát vô. Anh gần sát là mấy bạn. Đúng rồi. Không có ăn gian được hết á. Đây ạ, à, chị Tuyên. Giờ anh ăn ăn hộp ngày nha. Dạ, con cảm ơn. Tắt. Đó. Rồi phải thêm một ly nữa em ơi, hai ly nữa. Ngang ngang lấy cho chị cái ly uống rượu. Bên bên. À đây. Dạ. Yeah. Chị ăn cái kiểu của em làm đi. Nói chung là em ăn cái em ăn sao em làm vậy. Ngoài ngoài ngồi dùng bữa luôn ngoại. Dạ. Dạ. Em rượu này là rượu thuốc hay sao? Dạ rượu ngâm. Rượu ngâm. Đây em mời anh chị ly. Rồi chúc sức khỏe mọi người nha. Chúc sức khỏe anh chị. Rồi chúc sức khỏe em nha. Dạ. Cảm ơn. Wow. Rượu nặng hết rồi. Rượu trắng này. Rượu ở nhà nấu. À. À, cô Sáu nấu. À. Dạ. Làm tí bò kho thử thế nào. Rượu này giống rượu miền Tây của anh quá. Dạ. Dạ đúng rồi. Mình nấu bằng gạo anh. Nhưng mà Tây Ninh có phải miền Tây không? Đông Nam Bộ anh. Đông Nam Bộ, Đông Nam Đông. Ngon miền Đông. Miền Đông là có bao nhiêu tỉnh nhỉ? Tây Ninh gọi như em Vũng Tàu. Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương. Hết rồi. Hết rồi. À 4-5 tỉnh gì? 4-5 tỉnh đấy, không nhớ lắm đúng không? Dạ. Còn đây là món gỏi gà này. Gỏi gà với cái gì đây? Gỏi gà lâu răm. À gỏi gà, ui. Mình đang khỏe quá nên là đúng là làm tí gỏi gà rau răm là hợp đấy anh em. Ngon. Gà ra, ngon. Thật ra thì chuẩn bị từ sớm á mọi người, cho nên là đợi anh Hải lên á, nên là chắc là nó mất thêm một tí nước. Nó hay nguội đúng không? Dạ. Không nhưng mà em anh thấy giờ này vào đây là em hay bị mất nước không nhá. Để em cuốn nhá. Kìa kìa, không được rồi. Anh ấy bỏ cái kia gần vào đây để anh em mình. Bỏ cái rượu đó vô đây đi ha. Bỏ đó qua anh đi, anh nghĩa rót rượu đi nghĩa. Ở đây nè. Em cuốn cho anh nha. Cuốn với các con nha. À được cho em. Ok, cho vào đây đi. Mình giữa nè. Mình để cho là anh chạy hả? Anh ăn nhiều rau không anh Hải? À anh á, anh nhiều thịt ít rau, nhiều mắm một tí. Ok. Nhưng mà em đừng cho cái lá dấp tanh rồi nhé. Anh dạ. Không xơi được lá dấp tanh. Cảm ơn anh. Dạ. Quên cái quả này à? Xin lỗi em xin lỗi.
Thì thế mà đấy, đúng là em gái nhà mình. Đúng rồi. Làm phát này thì uy tín luôn. Mắm vô nha mọi người. Mắm chua này, nguyên con. Đấy. Làm quả này uy tín không em trai? Quả này no đến chiều luôn. Giờ uống rượu và chấp Lily Chen mắt. Hôm trước mình uống rượu với cả Lily Chen là mình là xin đầu hàng rồi các bạn nhé. Còn nghe chừng hôm nay là có anh đưa anh Mac đi là anh cứ quảng cáo em uống rượu nhiều mà em rồi ai dám yêu em đâu, sợ nhậu lại em á. Hôm nay là anh qua lung linh nha mọi người. Ngon quá trời. Chú nghe kéo, nghe kéo thôi chụp hình lại nha. Mọi người quá uy tín luôn, quá uy tín luôn anh. Ơi chụp hình chụp hình lại ha, ngon quá anh ơi, nhìn hấp dẫn quá. Con cua với cả con tôm thì đã lên rồi. Nhưng mà trước khi đấy là mình phải pha một chút chẩm chéo, gọi là nước chấm thần thánh anh em ạ. Đây. Em bây giờ là em vẫn còn nghiện này. Châu với cả lợn đấy chị đưa cho. Dạ, cảm ơn chị. Bác rồi, cắt đi rồi. Đây, làm một chút cái này tí để pha với cả gạch. Anh nhất định lần này ra là anh đưa em đi chợ phiên để ăn cái chẩm chéo này nha. Ok em. Anh với lại từ lần ra là còn ở Sapa thôi nhỉ, vội vội đúng về rồi. Chưa đi chợ phiên bao giờ. Đúng rồi. Lần này em ra chứ em ra một tuần quá. Làm thịt con này. Một tuần làm gì đủ. Một tuần mình đã mất 7 ngày nhậu với nhau rồi. Dạ. Ngon quá mọi người ơi. Từ Sapa mà ra chợ phiên là bao xa nhỉ? Từ Sapa mà ra chợ phiên thì nó khoảng 2 tiếng. À 2 tiếng. Cái gì cũng khoảng 100 cây. Dạ tầm đấy. À không, ở trên bản ấy thì nó không đến 100 cây. Thì là 70-80 cây thôi, nhưng mà nó đi lâu á. Đi đường đèo anh ạ. Trong quy trình cắt như thế này thì anh em mình sơ tiếp tục ha. Rồi, anh cứ chiến đi. Anh gà ở vườn. Gà đi bộ vô lên là rất là chắc thịt nha. Gà này chắc thịt và ngon này. Bình thường là em diễn của mình hay cắt nhưng mà hôm nay không có em diễn. Dạ. Ôi em cảm ơn chị. Em ôi em... cảm ơn. Anh chị lúc nào cũng thương em. Vừa hôm qua bảo để đặt tôm với cua về cho gia đình ăn, cái xong hôm nay anh chị mang lên. Đúng là thần giao cách cảm luôn. Anh chị đúng là hiểu ý em luôn á. Thank you em. Dạ. Nhìn đã nha. Rồi anh em ơi. Đây, em mời cả nhà nha. Rồi, Lily Chan thử cái miếng này đi. Để xem là mình vô cái này, mình vô cái này. Em cho cái gạch này nó vào ấy đó. Nó pha vào. Em cứ lấy cái gì đó đi. Wow. Ồ. Pha với chậm chéo luôn hả chị? Đây. Ồ. Đặc biệt nha mọi người. Nó mới thơm. Anh Hải là đúng là đỉnh cao của ẩm thực nha. Thực ra anh Hải có cách ăn của ảnh rất là hay. Thực ra cũng là một cái món ăn đấy nhưng mà ảnh ăn rất cách là ngon. Biến đúng rồi. Biến. Đây, anh em thấy không? Mọi người chưa lên Sapa TV nhà hàng Sapa TV thì mọi người nên lên nhá. Gạch nói ạ. Đây. Đây là tiết này, cái đây là tiết. Ui ngon quá. Cái tiết nó xuống cho nó đậm đà. Ui. Tinh túy nhỉ. Cái này là mới ấy luôn đây này. Có nghĩa là cho nó thêm chất béo vô đó đây. Dạ, để cho nó có độ ngậy. Ui này em ơi. Nhưng mà hơi bỏng. Đây này đây nhá. Ôi cả nhà ơi ngon quá. Ăn cái béo nhờ. Thơm. Ồ cho hết gạch vào luôn. Đúng rồi. Em nhớ cái đợt hôm anh chị lên ấy, có cái con tôm hùm anh chị cũng làm thế. Ngon. Quá ngon luôn. Xuất sắc. Nuốt nước miếng ở gần này. Nuốt nước miếng ngập luôn. Rồi ok. Thôi mời người đẹp ra đòn đi. Em mời cả nhà. Thôi anh em mình chán đi, rồi. Và việc 1, 2, 3, vô. Chén rượu của em đâu? Đây, em giờ mới đặt tự động. Đây, có người chăm sóc đây. Cái anh này nó rót tự động mà. Mời anh. Rồi. Rượu nặng nha. Hôm mà về đây được đi chén đưa đi ăn bò tơ Tây Ninh ngon. Đây, anh em này. Cái cua này là luộc là chỉ chín đến khoảng 70% thôi. Anh em mình ăn sashimi cua đấy. Ôi vậy hả? chưa chín kỹ lắm. À vậy hả? Chín kỹ là nó sẽ rất dễ lấy ra đúng không? À.
Tức là bây giờ mình chấm vô đây đúng không? Ừ. Ủa ngọt thế nhờ. Con này không có được. Chấm chớ thơm quá anh ơi. Bảo sao? Bảo sao là ok luôn. Cái clip review của anh lúc nào cũng ngon miệng. Bây giờ ngon là thật mọi người ạ. À, bây giờ là bà con trên bản là dã làm hỏi tay luôn đấy. Từ giờ đến Tết nào cháy hàng. Ngày mai là Hải đây là bắt đầu hành trình đưa anh Mách đi xuyên Tây Bắc. Lẽ ra là có sự có mặt của Lily Chen đấy. Nhưng mà rất tiếc là vào phút cuối Lily Chen lại có cái việc các bạn ạ. Chứ không là anh em phượt Tây Bắc là vui lắm. Anh ơi, em thấy luộc vừa chín tới thì ngon. Ngọt. Nhưng mà anh bảo này, em giải quyết xong việc ấy. Xong rồi em có gì, bọn anh đang ở đâu thì em bay ra nhá. Dạ. Đi một tuần nhá. Ok. Cái này em đi một tuần á. Ngon thật mọi người. Ok anh Mách. Ngon không? Đã. Thôi ra cái này mọi người ơi, khi mà mình xem á, trên kênh á, thì ai cũng bảo là anh Hải ăn chắc là diện á, không ngon, không thơm đâu. Em chấm mà em biết là ngon. Ngon thật mọi người. Không, em thật sự em là người miền Nam nhá. Không quen ăn cái mùi vị của miền núi lắm. Nhưng mà thật sự là khi mà lên nhà hàng Sapa TV thì thật sự đồ ăn rất là ngon nha mọi người. Mùi vị rất vô là... Vỗ tay, ok. Vỗ tay. Rất là kiểu như là quốc dân á, mùi vị quốc dân. Nói chung là dễ ăn ai cũng. Dạ, đúng rồi. Hay quá. Cái này hay đấy. Em còn cái càng nào nữa không? Còn nhiều mà anh. Em lấy đó. Mọi người ơi, bây giờ là mình phải chấm vô cái chậm chéo này nha. Đây. Ủa, cay đấy. Lặn sâu vào nha. Lặn phải thật sâu. Chứ nông nông không được đâu. Rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn em. Thơm. Cay vừa phải. Cay. Béo. Thơm. Ngon. Ngon. Bạn này bạn chuyên cán ngay. Em thử chưa? Ngon không? Em ăn chưa? Ăn một bụi nhá. Rồi tiện đây để chiến luôn đi. Em lấy em tiếp. Em là xin phép này, có hai cái càng to này là sẽ để dành cho bà ngoại. Càng hai càng luôn nhá. Em lấy cái phần ấy của nó đi. Wow. Dựng nó lên. Đây, đưa anh. Wow. Hiểu không? Đấy, bao nhiêu cái gạch này cho hết trong này rồi đấy. Đây, trong này hết luôn. Bây giờ là nếu mà một lát mình chấm không hết thì sao anh hấp cái đấy húp hết. Bao nhiêu cái tinh túy ở đây. Đấy, em lấy kéo các cái này đi. Đây. Chưa lại tí. Ôi nóng thế anh hả? Nóng hơi nóng. Đây mọi người kéo này. Nhưng mà thật sự là nó vừa chín tới anh. Ôi ưu. Đúng không? Nó vừa chín tới nó mới ngọt. Đúng rồi. Nó ngọt hơn cái lần trước mình luộc đúng không anh? Trước là anh em mình mải bún tươi quá, quá lửa. Này nếu mà luộc đúng là khoảng bao nhiêu phút nhỉ? Nó tầm khoảng 15 phút. 15 phút. Xôi á, xôi khoảng 15 phút. Đây. Tuyệt vời. Anh em thấy ok chưa? Đấy, chia mỗi anh nào, cắt cho... em gái Lily Chen này. Cái miếng này là miếng ngon nhất đây này. Dạ em cảm ơn anh. Đó. Wow. Anh đây. Chị luôn luôn thương em. Em trai. Cảm ơn anh. Ấy, anh Mạnh đâu? Chân xin. À, chủ tịch. Vâng, em xin. Cẩn thận đừng thòi ngón tay vào nhá. Vâng. Ừ. Tí lại còn chín nó. Em sẽ để dành cái hũ này lại mọi người. Để dành ngày nào em cục ăn cơm em cũng lấy ra. Sao ăn hết thì bảo anh chứ. Dạ. Đây, mình xin phép bà review trước nhá. Wow. Mời anh em. Tuyệt vời. Ngon quá. Cay nồng nha. Vừa phải anh ha. Nó không quá cay, nó không có quá cái mùi của nó không có quá nồng. Thật sự rất là ngon đó mọi người. Chín em. Ngon. Ủa cái này đúng không? Thử nha. Anh Mạnh ạ. Cái này thật sự là nó đúng là kiểu nó chín tới luôn đấy. Nó ngọt. Ngọt. Nó giòn sật sật luôn á. Dạ. Nó vẫn còn cái độ dai của tôm ấy. Nó không bị cứng. Đây, em mời cả nhà nha. Đây. Như Chen là một trong những người em mà cũng ăn được cay khá tốt. Mời cả nhà nha. Dạ. Không mấy người thường nhậu được á. Không được nhậu được cay được. Đúng em. Chen đâu có nhậu đâu anh. Ở đâu có nhậu, ơ quên.
Chen đâu có nhậu. Không nhậu đâu. Chen chỉ uống thôi chứ không nhậu. Anh Hải ơi, anh bày ra cái món chẩm chéo này ngon quá. Nha. Cảm ơn em. À, xin phép cả nhà uống riêng cả em gái cái nhá. Chúc em là nhanh nhanh chóng chóng là lên xe hoa. Để anh em mình còn, mình vừa có cái phan diễn mình nó chuẩn bị lên rồi, còn em nữa. Hôm nay em đến sáng mai anh chị vào trước một tuần. Dạ, để cài hoa cho em đúng không? Em đi đâu mua gì mà chị cũng đi theo. Tuyệt vời, chúc sức khỏe anh trai. Thank you. Em cảm ơn anh. Arigato. Chị mời em chai trà sữa với à chán nè. Hả? À chán nè. Chuyển tiếp đi, bụp bụp đi. Úi. Này, mình phải ăn tiếp cái miếng gỏi cuốn, em gái cuốn nó ngon quá. Cái chấm chéo thật sự rất là ngon. Cuốn nó cay nè, còn bị ngán. Đúng rồi. Đây xem cái món này, là muốn gì đây? Tép. Đâu? Tép với cá là bé bé đấy đúng không? Dạ đúng rồi. Cá con á chị. Hơi chua chua. Thế nồi kia là nồi gì kia? Chua là nó có cháo. Cái lá vàng á. Lá vàng hả? Anh em mình cũng phải làm bát cháo. Ngon quá mọi người. Em phải chiến hết. Anh cameraman anh xin lỗi anh nha. Chua quá. Khu Yên trước lên đây là em trai này đấy. Hai cao giáo không? Thế hả? Chen nè, Lily trước Chen. Em dụ nó vô đây, nó đòi đi vô luôn. Trước anh. Là cứ đòi bắt cô Yên đi. Bắt là cô cháu mình đi các bạn ạ. Anh là chậm chéo hơn. Ngon. Cái này á, em để ăn kho thịt cũng ngon. Ngon đỉnh luôn. Kho ba rọi. Ngào thịt. Kho này muốn cay cay, em không cho ớt tươi, em cho ít này vào thơm luôn. Ngon. Anh ơi, ngon hết đi. Ngon. Đây đẩy rồi. Có cái này hay á. Dạ. Nó chuyên nghiệp lắm á. Nó không có ăn gian mình. Dạ. Ông nào mà để long đen là nó sẽ đầy lên. Dạ, đúng rồi. Ui luôn ha. Thử uống nha. Là không có ăn gian được. Thử nha. Được. Nó chắc đầy luôn rồi. Vô nha. Chụp. Vô. Nè, chén em đây. Em lên đây mà. Đây. Anh cứ cầm nhầm chén em đấy ạ. Rồi. Ngon. Em là cứ ngưỡng mộ anh chị. 1 2 3 vô. Cả nhà ơi, thật sự là anh Hải với chị Tuyên là một người anh và người chị là em út rất là ngưỡng mộ. Và phải nói rằng là sắp tới nếu như mà em có ai đó vớt đi thì em cũng ráng học hỏi anh chị. Hạnh phúc nha anh chị. Nhưng mà phải nói là bây giờ một mình ở cái biệt phủ to này thì phải sớm để kiếm anh nào đi. Đấy. Dạ. Nha. Dạ. Thôi, hôm nay cảm ơn Lily Chen rất nhiều. Cảm ơn gia đình đã tiếp đón hai vợ chồng rất là chu đáo. Còn hôm nay thì anh em mình xin phép quay một chút để chia sẻ với các bạn. Ngày mai thì mình tiếp tục là sẽ kế hoạch là ra Bắc các bạn nhé. Đấy, còn thì trên đường đi thì mình sẽ đưa anh Mách đi quay trải nghiệm dọc những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam. Cũng như là những món ăn ngon nhất để chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn muốn theo dõi cái hành trình của hai thầy trò mà tập thì hãy vào kênh Vợ Hải Sapa TV cũng như là Lực Sĩ Phạm Văn Mách. Đấy, còn ai mà muốn kiếm người yêu thì cứ vào kênh của Lily Chen nhá. Facebook là Lily Chen Tích Xanh nhá. Dạ. Sau đây mình xin phép kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn tất cả các bạn vào những video kế tiếp nhá. Bye xin bye. Chào.
và ăn ở Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy, hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.